Mình không biết là cái điều này nó đã được mình nói đến cái lần thứ bao nhiêu rồi, 100, 200 hay là 300 lần nữa. Mình nhắc đi nhắc lại trong rất là nhiều những câu hỏi mọi người hỏi mình và những cái video khác. Đó là kinh doanh thời trang có cần biết thiết kế thời trang hay không? Và câu trả lời của mình một lần nữa chắc chắn là không. Có rất là nhiều những cái mảng công việc ở trong việc kinh doanh thời trang để mọi người có thể lựa chọn phù hợp với cả khả năng và lĩnh vực của mỗi người. Bạn không nhất thiết phải biết thiết kế thời trang, bạn vẫn có thể kinh doanh thời trang được. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho mọi người về tất cả những cái đầu việc của mình ở trong Cafe Studio, trong cái lĩnh vực kinh doanh thời trang của mình, để mọi người biết được là mình đang làm cái công việc như thế nào. Và thực sự là mình không hề biết thiết kế thời trang nhưng mình vẫn có thể kinh doanh và vận hành doanh nghiệp đến bây giờ. Nên là chúng mình hãy cùng đi vào trong video để xem là mình đã làm những cái công việc cụ thể như thế nào nhé. Với cái công việc mình làm bây giờ ấy, một ngày mọi người có thể đi làm 8 tiếng hoặc 10 tiếng đúng không? Thì mình cũng tương tự như vậy thôi, một ngày của mình chỉ có 8 tiếng hoặc 10 tiếng để làm việc. Và mình có rất rất là nhiều những cái công việc khác nhau. Và trong những cái công việc mà mình đang làm hiện tại ấy, thì mình có thể chia ra làm 3 phần. Đầu tiên là công việc trong ngành kinh doanh thời trang và cụ thể là Cafe Studio thì nó chiếm 50% khối lượng công việc hàng ngày của mình. 30% là mình dành cho việc là phát triển cái thương hiệu cá nhân của mình, xây dựng những kênh cá nhân. 20% công việc khác là mình dành cho những cái dự án đầu tư hay là mình hợp tác với những người khác ở những cái lĩnh vực khác. Và ngày hôm nay thì mình muốn nói tập trung vào trong cái công việc kinh doanh thời trang của Cafe Studio là mình đã làm những cái việc gì trong đó. Thì một ngày chia cái khối lượng công việc của mình ra ấy, thì mình làm công việc cho Cafe là khoảng 50% đúng không? Và trong 50% đó ấy, thì mình cũng chia ra làm những cái đầu mục nhỏ. Như mọi người đi làm ở công ty thì cũng có một cái bảng mô tả công việc, việc của ai là việc của người đấy và bạn làm bao nhiêu việc thì bạn được tính lương gần đó đúng không? Thì mình ở trong Cafe cũng như vậy thôi, mình làm những cái đầu việc như thế nào, mình được tính lương như thế nào. Hồi đầu khi mà mình mới mở cửa hàng ấy thì tất tần tật mọi thứ đều là mình và co-founder của mình làm, hai người làm tất cả mọi công việc. Thế nhưng mà sau này khi mà công việc nó phát triển hơn, cần nhiều người tham gia hơn thì dần dần mình đã phải từ bỏ những cái việc mà mình có thể bàn giao cho người khác, hoặc là mình nhận ra là cái việc đó mình làm không tốt, mình thuê một người giỏi hơn về cái lĩnh vực chuyên môn này đến làm thì sẽ tốt cho sự phát triển của tổng thể hơn. Thế nên là đến bây giờ ở cái thời điểm này thì trong Cafe Studio mình chỉ nắm một số những cái đầu việc thôi. Công việc đầu tiên và quan trọng nhất trong bất kỳ một doanh nghiệp nào, nếu như mọi người kinh doanh thì đó là tiền. Thì đây cũng là việc mà mình gọi là phải đau đáu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng luôn. Lúc nào cũng nghĩ về tiền ở trong đầu. Mình là người nắm về nguồn tiền, dòng tiền và phân bổ số tiền đó. Ví dụ trong tháng này chạy một bộ sưu tập mới thì mình sẽ phân bổ cho bộ phận sản xuất là được tiêu bao nhiêu, bộ phận marketing được tiêu bao nhiêu, rồi là cửa hàng, các cái promotion bán hàng thì được tiêu bao nhiêu. Mình sẽ phân bổ cho từng bộ phận như thế. Và khi mà mình đưa cái con số, cái số tiền cũng như là cái KPI phải đạt được về cho các bộ phận thì những bạn ở trong bộ phận đó ấy, mọi người sẽ phải tự vận hành sản xuất với cái số tiền ví dụ như là 100 triệu thẻ sản xuất thì các bạn sẽ mua nguyên liệu phụ liệu phân bổ như thế nào, tiền công thợ như thế nào thì đó là việc của các bộ phận bên dưới. Hoặc là ví dụ trong phần quảng cáo Facebook đi thì tháng này được phân bổ cho là 50 triệu để chạy quảng cáo thì những cái campaign nhỏ ở bên trong phân bổ ra là tuần này chạy bao nhiêu, ngày hôm nay chạy bao nhiêu campaign, campaign này bao nhiêu tiền thì là các cái bạn ở bên trong làm chi tiết của công việc đó thì mọi người sẽ phải tự vận hành. Còn công việc của mình chỉ là quản lý nguồn tiền, dòng tiền và phân bổ ở phía bên trên thôi. Sau đó thì đến cuối kỳ, cuối tháng thì mình sẽ đọc những cái báo cáo mà các bộ phận gửi đến để mình xem là trong kỳ này mọi người sử dụng cái tiền đó nó có hiệu quả hay không, có đạt được cái KPI không, và đánh giá review lại cũng như là phân bổ cho kỳ tiếp theo. Cái công việc mà điều hành quản trị vừa rồi nó là một cái công việc ở trên cấp cao. Thế nhưng ở trong Cafe thì mình cũng tham gia vào chi tiết để tạo ra những cái sản phẩm. Và ở vị trí này thì mình có thể tự nhận là nếu như làm trong công ty thì mình sẽ là một trưởng phòng ấy. Và đây là công việc marketing và branding. Thì trong cái công việc marketing branding này, mình là người lên kế hoạch hàng tuần, hàng tháng cho các nhân sự thực hiện. Một bảng kế hoạch của mình được vẽ ra như thế nào thì sẽ có các bạn chung tay và thực hiện nó. Nhưng mình cũng là người sẽ trực tiếp cùng các bạn nhân sự tạo ra một cái sản phẩm.
Ví dụ như mọi người nhìn thấy một cái bộ ảnh mới của Cafe Studio thì nó được chụp ảnh như thế nào, người mẫu là ai, photographer là ai, chụp ảnh tại địa điểm nào, bao giờ lên bài. Tất cả những cái đấy là mình cùng các bạn nhân sự của mình, mọi người chung tay vào để tạo ra được cái sản phẩm đó. Việc mình lên một cái bảng kế hoạch hàng tháng thì nó là cái việc tổng quan, nhưng mà hàng ngày làm cái việc chi tiết cụ thể như thế nào thì mình sẽ cùng các bạn đi làm. Mình lấy một ví dụ cụ thể để cho mọi người biết là ở ngay trong cái công việc làm marketing và branding thì cũng có những việc mình làm và những việc mình không làm. Việc mình làm đó là ví dụ như mình sẽ có một bộ sưu tập thời trang và mình cần phải đi chụp hình cho nó, đúng không? Thì mình sẽ là người phân chia ra là ai làm nhiệm vụ nào ở trong cái công việc đó và mình sẽ tiêu hết bao nhiêu tiền. Như lần trước là mình cũng có chia sẻ cho mọi người trong một cái video rồi đấy, ví dụ bộ ảnh này hết 20 triệu đúng không? Thì mình sẽ cho một bạn nhân sự của mình biết là cái bucket là mình được tiêu bao nhiêu và chọn cho chị cái gương mặt như thế này, đúng theo cái mood board, đúng theo cái ý tưởng mà mình đã đưa ra cho bạn ấy. Thì bạn ấy sẽ phải tìm cho mình khoảng 3-4 gương mặt người mẫu, 2-3 anh photographer và 2-3 cái địa điểm chụp hình. Sau đó mình sẽ duyệt và mình bảo bạn ấy là book một cái thời gian phù hợp. Thì cái công việc chi tiết bên trong ấy là tìm người mẫu như thế nào, liên hệ với ai để tìm được người mẫu, hay là đi vào trong hội nhóm group nào, hay là những cái studio mới thì bạn ấy sẽ phải đi khảo sát, hay là bạn ấy sẽ phải tìm trên mạng và check thông tin cụ thể. Mình sẽ chỉ là người nghiệm thu và duyệt cuối cùng thôi. Hoặc là một cái ví dụ nữa về việc những cái bài đăng mà mọi người nhìn thấy ở trên mạng ấy, những cái bài đăng ở trên fanpage hay là trên Instagram, mình sẽ là người lên cái đầu việc để cho các nhân sự biết là mùa này sẽ chạy cái sản phẩm nào là chính. Ví dụ như trong tháng, trong bộ sưu tập có 10 sản phẩm, nhưng mình biết chắc chắn không phải 10 sản phẩm này có thể phân bổ ra là mỗi sản phẩm 10% doanh thu được, chắc chắn không phải. Mình cũng đã chia sẻ cho mọi người rồi đấy, 10 cái sản phẩm mới không phải là sản phẩm nào cũng là sản phẩm key hút khách được. Có thể trong đó nó chỉ có 5 sản phẩm thôi. Và mình cũng chính là người đưa 5 cái sản phẩm đó xuống cho bộ phận content và chạy quảng cáo, để mọi người biết được là tháng này sẽ phải tập trung vào chạy cái gì và cái nào là phân chia cái bucket ra làm sao. Trong ngày thì các bạn content, các bạn sẽ viết bài này, viết nội dung như thế nào, chọn ảnh như thế nào, và các bạn quảng cáo thì sẽ chọn cái bài nào để lên campaign. Thì mình không làm sâu, không làm chi tiết vào trong cái phần này. Cuối ngày và cuối tuần thì mình sẽ nhận lại những cái báo cáo để biết được là trong ngày đã tiêu bao nhiêu tiền rồi, bài nào content hiệu quả, bài nào quảng cáo hiệu quả. Mình sẽ review lại và lại tiếp tục phân chia công việc ngày tiếp theo cho những nhân sự. Tóm lại là ở trong phần marketing và branding này, mình làm công việc quản lý. Công việc cụ thể đó là mình sẽ lên những cái kế hoạch hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và phân chia số liệu, phân chia KPI cho nhân sự. Thứ hai đó là quản lý hình ảnh của thương hiệu. Và thứ ba đó là quản lý những kênh thương mại điện tử như là website, Facebook, Instagram, social media của Cafe Studio. Ngoài ra thì còn một phần nhỏ công việc nữa là mình làm về phần sản xuất. Như mọi người biết đấy, ngay đầu video mình cũng đã nói rồi, mình không biết thiết kế thời trang. Thế trong cái việc sản xuất này thì mình làm công việc cụ thể là gì? Đó là mình lên mood board tổng quan, hỗ trợ việc mua nguyên liệu, phụ liệu cùng nhân sự, và cuối cùng đó là duyệt mẫu. Thì cái mood board mình cũng đã chia sẻ riêng trong một video rồi, mình sẽ để lại link cả phía trên và phía dưới cho mọi người biết là mình đã lên cái mood board tổng quan như thế nào cho bộ phận sản xuất làm việc. Thứ hai là công việc về mua nguyên liệu, phụ liệu. Thì hồi trước là mình không có làm cái việc này. Tuy nhiên sau một thời gian ấy thì mình thấy là khi mà các bạn cung ứng, các bạn đi mua nguyên liệu, phụ liệu mà cứ phải nhắn hỏi lại là cái này có thực sự là phù hợp không, thì mình cảm thấy là hơi phiền và hơi mất thời gian. Thế nên là mình quyết định là cùng các bạn đi làm cái công việc cung ứng luôn. Bởi vì khi mà đi đến các những cái nơi mà bán nguyên liệu, phụ liệu ấy, thì mình cũng nắm bắt luôn được cái tổng quan là tình hình thị trường vải họ đang bán cái gì. Thực sự là đối với những người mà làm kinh doanh thời trang mà kiểu dạng như mình thì phụ thuộc rất nhiều vào thị trường vải có sẵn, nên là mình cũng phải thực sự là nắm bắt được thị trường họ đang bán cái gì ấy. Nên là mình care luôn cái phần công việc này để vừa hỗ trợ các bạn ấy làm việc nhanh hơn, cũng như là vừa tự mình biết được là thị trường đang thực sự cần cái gì và đang hot cái gì có thể là phù hợp với cả thương hiệu của mình. Và cuối cùng đó là phần duyệt mẫu. Thì mình là một trong những tự hào, mình là một trong những người mẫu duyệt mẫu của Cafe Studio. Khi mà có một cái mẫu lên ấy thì sẽ phải cho một số người mặc theo size S, M, L
hoặc là theo cái dáng người. Ví dụ như dáng người mình là dáng người kiểu size S, size XS và dáng người cao. Thế nhưng mà cũng có những khách hàng mà họ size S nhưng mà họ không được có cái chiều cao như của mình, thì sẽ phải có nhiều người mẫu thử đồ, thì mình là một trong những người đó. Và khi mà mình thử đồ, mình cũng sẽ duyệt mẫu luôn. Mình nhìn xem là cái sản phẩm này mặc trên người mình, mặc trên người bạn A, B, C này có những cái ưu điểm, nhược điểm nào, nó có phù hợp để đưa ra thị trường không, thì sau đó mình sẽ duyệt cái mẫu đó. Sau khi mà duyệt mẫu xong thì mình cũng sẽ là người mà đặt hàng sản xuất. Thì cái phần này nó lại liên quan một chút đến phần tài chính rồi á. Nó cũng, các bộ phận cũng phải có sự liên quan chặt chẽ đến nhau mà. Nên là mình sẽ nắm luôn cái phần tài chính là đặt hàng sản xuất như thế nào, nó liên quan đến dòng tiền nữa. Thì đấy là tất cả những cái công việc mà hiện tại mình đang nắm chủ chốt ở trong Cafe Studio. Nhưng cũng còn rất là nhiều những việc khác mà mình thực sự là mình không nắm bắt được hết. Bởi vì là một người thì một ngày cũng chỉ có ngần đấy thời gian thôi. Dù là năng lực của mình có tốt đến đâu ấy, thế nhưng mà mình cũng không đủ thời gian để mình làm hết mọi chuyện. Ví dụ cụ thể những cái việc mà mình không làm ở trong Cafe, đó là việc thiết kế, lên một mẫu ở trên bản vẽ, lên dập, may. Đó, thì là những cái việc mà mình không làm ở trong bộ phận sản xuất. Rồi ở trong việc quản lý đi, thì cái phần mà quản lý về phúc lợi, nhân sự này, quản lý cửa hàng này, kho bãi này, là những cái việc đó mình cũng không làm được. Hay là việc hành chính, kế toán thì mình cũng không làm, mà có một bạn khác bạn ấy lo những cái việc này. Hàng ngày sổ sách kế toán ghi như thế nào, những cái công việc hành chính liên quan đến giấy tờ, liên quan đến đóng thuế, những cái việc hành chính khác là những cái bạn khác lo, chứ mình không thể nào mà một ngày mình làm hết tất cả những cái việc đó được. Cái hồi mà mình mới mở cửa hàng ấy, thì mình vừa nói với mọi người rồi là mình làm tất cả mọi việc. Việc nào mình cũng làm, từ cái việc mà lên đơn, vận đơn, đóng hàng, gói hàng, ship hàng, rồi chat với khách hàng, tất cả những cái việc từ kiểu gốc rễ ở phía dưới đấy là mình đều làm hết. Thế nhưng mà sau một quãng thời gian, mình thực sự cảm thấy là không ổn rồi. Thậm chí có những thời điểm mà mình còn phải nhắn tin cho bạn thân của mình là mình cảm như là mình bị rút hết sức lực đi, mình bị trầm cảm ấy, bởi vì mình làm quá là nhiều việc. Thế nên là dần dần về sau mình mới nhận ra là hóa ra là mình phải bàn giao lại. Có những cái việc mà mình phải dần dần mình buông bỏ đi thì mình mới thực sự thoải mái được. Ví dụ như là việc chăm sóc khách hàng, chat với khách hàng đi. Ban đầu tự bản thân mình làm rất là kỹ. Xong rồi lúc nào mình cũng nghĩ là ôi bây giờ thuê một nhân sự mới, không biết là người ta có làm tốt như mình không, có chăm sóc khách được tốt không, hay là lại trả lời nó không được hiệu quả, rồi là chăm sóc khách làm cho khách không được happy. Rất là nhiều những cái suy nghĩ như thế làm cho mình lúc nào mình cũng bị chùn lại, và mình không dám bàn giao những cái công việc cho người khác. Nhưng mà đấy thực sự là một cái suy nghĩ sai lầm. Bởi vì nếu như mình muốn mở rộng ý, thì mình cần phải có nhiều người, cần phải có một tập thể, mọi người cùng nhau làm việc, mỗi người một thế mạnh thì sẽ làm tốt hơn. Ví dụ như bản thân mình á, mình nhận thấy là về cái việc mà quản lý phúc lợi nhân sự các thứ là mình không làm được. Phải chăm sóc nhân sự như thế nào, làm thế nào để nhân sự cảm thấy vui vẻ, happy ấy, là nhiều khi mình không có biết. Nhiều khi nghiêm khắc quá cũng không được, mà hiền quá cũng không được. Thế nên bây giờ khi mà mình giao được cho một người khác cái công việc đấy rồi thì mình cảm thấy kiểu như thở phào nhẹ nhõm luôn ấy. Mọi việc nó vẫn vận hành rất là tốt, không cần đến mình. Thậm chí nó còn tốt hơn khi mình làm. Thì qua những cái chia sẻ trong video ngày hôm nay, mình muốn nói với mọi người là nếu như mọi người thích, mọi người thực sự đam mê ấy, thì mọi người hãy cứ bắt tay vào làm đi. Rất là nhiều những cái câu hỏi mọi người gửi đến mình là mọi người có nên làm như thế này không, hay là nên làm như thế kia, thì mình thực sự không biết. Bởi vì nếu như mà mọi người thích ấy, thì mọi người tự làm, mọi người sẽ tự biết thôi. Ngay từ ban đầu khi mà mình mở Cafe ấy, mục tiêu ban đầu của mình là làm một cái nghề tay trái để kiếm thêm tiền. Lúc đấy mình đâu có biết là mình sẽ mạnh về marketing và branding đâu. Sau đó khi mà mình làm, mình mới phát hiện ra là hóa ra là mình đang yếu cái điểm này. Thì mình thuê cái người để làm cái điểm đó. Mình phát hiện ra mình mạnh cái điểm này thì mình sẽ học thêm, mình trau dồi và mình phát triển, dần dần được trở thành mình ngày hôm nay. Và mình cảm thấy là đấy là một cái điều rất là vui. Sau từ những cái mà mình không biết, mình cứ làm nó, rồi mình biết và mình có những cái định hướng mới về việc phát triển bản thân mình vào cái hướng nào. Chỉ có duy nhất một lời khuyên cho mọi người thôi, đó là nếu mà thực sự thích, thực sự đam mê thì hãy quyết tâm và làm.
Và làm thì phải làm ngay chứ không phải là cứ đi hỏi hết người này người kia rồi lại trở thành đẽo cày giữa đường. Mình lại không có thể bắt đầu được cái công việc của mình ngay lúc này. Hy vọng là những cái chia sẻ từ kinh nghiệm cá nhân, công việc cá nhân của mình thì đã có ích cho mọi người, để mọi người cảm thấy là có động lực để bắt đầu công việc ngay từ bây giờ. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm biệt để mọi người đi bắt đầu công việc luôn đây.